Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của The IELTS Workshop. Mình là Quỳnh Anh, giáo viên lớp Sophomore và Junior tại The IELTS Workshop. Trong video ngày hôm nay thì chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu về IELTS Writing Task 1 Fundamentals, tất cả những điều mà các bạn cần biết về một bài IELTS Writing Task 1. Đầu tiên chúng mình hãy cùng điểm qua những nội dung sẽ có trong video này nhé. Trong phần đầu, mình sẽ đưa ra những thông tin cơ bản về một bài IELTS Writing Task 1, ví dụ như là số lượng từ, số lượng thời gian mà các bạn nên dành cho nó, cũng như một số tiêu chí các bạn sẽ được chấm điểm cho bài IELTS này. Trong phần thứ hai, chúng mình hãy tìm hiểu cấu trúc của một bài IELTS Writing có mấy phần. Và trong phần cuối cùng, mình sẽ đi phân tích một bài IELTS Writing Task 1 cụ thể để các bạn có thể hình dung được những kỹ thuật nào, những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nào sẽ được dùng trong một bài IELTS Writing Task 1 chuẩn nhé. Trong phần đầu tiên, chúng mình hãy cùng tìm hiểu các thông tin cơ bản của một bài IELTS Writing Task 1. IELTS Writing Task 1 là một bài report. Các bạn sẽ cần phải báo cáo những đặc điểm nổi bật và so sánh những số liệu ở trong một biểu đồ mà người ta đã cho. Thế thì những biểu đồ này có thể nằm ở dưới dạng biểu đồ số liệu, statistic chart, một bản đồ, map, hoặc là một quy trình, process. Vậy thì khi các bạn đọc bất cứ một đề nào của IELTS Writing Task 1 thì các bạn sẽ đều nhìn thấy một câu, đấy là write at least 150 words. Thế thì 150 từ sẽ là lượng từ tối thiểu mà các bạn cần phải viết ở trong một bài IELTS Writing Task 1. Số từ lý tưởng mà mình gợi ý cho các bạn đấy là 170 đến 180 từ. Khi đấy các bạn có thể miêu tả một cách chi tiết và cụ thể làm nổi bật một số số liệu ở trong bài viết. Trong IELTS Writing thì như các bạn đã biết có hai phần, đấy là Task 1 và Task 2. Nếu như Task 2 chiếm 2/3 số điểm thì có nghĩa là Task 1 chỉ chiếm 1/3 thôi. Với cái trọng số điểm như thế cũng như là với cái số lượng từ mà người ta yêu cầu là tối thiểu 150 thì các bạn nên dành từ 18 đến 20 phút cho phần này. Bài viết của các bạn sẽ được chấm theo 4 tiêu chí, đấy là Task Achievement. Trong các đề bài thì ngoài việc là 150 từ, các bạn sẽ còn tìm thấy một dòng nữa, đấy chính là Describe Key Features, miêu tả những đặc điểm chính, và Make Comparisons Where Relevant, hãy so sánh những số liệu khi ở đấy có sự tương quan hoặc là sự đối lập. Khi đó các bạn sẽ đạt được điểm cao Task Achievement. Tiêu chí số 2, đấy chính là CC, Coherence and Cohesion, sự mạch lạc cũng như là sự kết nối của bài viết. Và hai tiêu chí cuối cùng đấy chính là Grammatical Range và Lexical Item. Ở hai cái tiêu chí này, người ta muốn kiểm tra sự đa dạng và nâng cao về cấu trúc ngữ pháp cũng như là từ vựng mà các bạn có thể sử dụng được ở trong bài. Và cuối cùng, với một bài IELTS Writing Task 1 thì độ chính xác về số liệu nó rất là quan trọng. Vì vậy khi mà các bạn miêu tả bài á, thì hãy tập trung về việc độ chính xác của thông tin cũng như số liệu. Việc sai thông tin và sai số liệu là một điều tối kỵ ở trong IELTS Writing Task 1, sẽ khiến cho các bạn mất rất là nhiều điểm nếu mà các bạn phạm phải. Trong phần tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cấu trúc của một bài IELTS Writing Task 1. Về cơ bản thì một bài IELTS Writing Task 1 sẽ có 4 phần. Đấy chính là phần mở bài. Các bạn sẽ paraphrase, diễn đạt đồng nghĩa cái đề bài đã cho. Thế thì cụ thể diễn đạt đồng nghĩa như thế nào thì tí ở trong phần phân tích một bài cụ thể mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Trong phần tiếp theo thì các bạn sẽ viết overview, đấy chính là cái nhìn toàn cảnh, những cái xu hướng hay là những cái thông tin nổi bật nhất của một biểu đồ. Ở trong hai đoạn văn cuối cùng thì mình sẽ phân tích kỹ những cái thông tin có ở trong biểu đồ. Trong một bài IELTS Writing Task 1 thì người ta không yêu cầu viết kết luận, nhưng nếu các bạn thấy bài của mình đang bị underlength, thiếu từ đấy ạ, thì mình sẽ viết thêm kết luận. Và viết kết luận thì rất là dễ thôi, các bạn chỉ cần diễn đạt đồng nghĩa cái phần overview cho vào kết luận để đảm bảo bài của các bạn không bị thiếu từ là được ạ. Ở trong phần số 3 này thì các bạn hãy cùng theo dõi mình xử lý một đề IELTS Writing Task 1 một cách cụ thể như thế nào nhé. Ở trên màn hình thì các bạn đang nhìn thấy một đề IELTS Writing ở dưới dạng biểu đồ đường. Và đề bài của nó là The charts show monthly price of exported rice from Thailand and Vietnam from 2012 to 2015. Và đơn vị của nó là triệu đô ở trên tấn. Với một đề bài này thì mình có thể rất là dễ dàng viết một cái introduction, chỉ cần diễn đạt đồng nghĩa như sau. The graphs depict the changes in monthly exported rice price of Thailand and Vietnam in 4 consecutive years, initiating from 2012. Vừa rồi mình đã diễn đạt đồng nghĩa cái đề bài để biến nó trở thành một cái introduction của mình rất là dễ dàng bằng cách sử dụng các cái biện pháp diễn đạt đồng nghĩa, paraphrasing. Các bạn có thể thấy là mình có thể biến đổi từ chart thành từ graph hay là từ show thành từ depict. Sau đó thì với một số những cái cách diễn đạt sau thì nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút. Mình sẽ phải đổi dạng từ cũng như là đổi thứ tự từ. Ví dụ như là monthly price of exported rice thì mình đã đổi thành monthly exported rice price.
và với thời gian từ năm 2012 đến năm 2015. Một cái cấu trúc rất là đơn giản, from to ở trong đề bài thì mình có rất nhiều cách biến đổi. Một trong số đó đấy chính là mình dùng là in 4 consecutive years, trong 4 năm liên tiếp, initiating from 2012, bắt đầu từ năm 2012. Đối với phần overview thì bài này là một bài biểu đồ số liệu có cái sự thay đổi theo thời gian, hay còn gọi là dynamic chart. Chúng mình sẽ có hai cái đặc điểm để chúng mình có thể nêu ra ở phần overview này. Thứ nhất là trends, xu hướng thay đổi trong cả quá trình. Ở trong cái đề này thì các bạn thấy là các cái đường nó lên xuống rất là thất thường, vì vậy là các bạn có thể dùng động từ fluctuate hoặc là fluctuations để có thể miêu tả được cái xu hướng chung của cả hai biểu đồ, của Việt Nam và cả Thái Lan, đúng không ạ? Tiếp theo là phần significant features, các đặc điểm nổi bật của biểu đồ. Thì trong cái biểu đồ này các bạn sẽ thấy là giá của Thái Lan sẽ luôn luôn cao hơn giá của Việt Nam. Thì mình sẽ có một cái câu so sánh chung là giá gạo của Thái Lan in general sẽ luôn luôn cao hơn giá của Việt Nam. Các bạn nhớ là trong phần overview chúng mình sẽ không đưa ra một con số cụ thể nào cả, mà chỉ đánh giá chung cái sự xu hướng và cũng như là những cái đặc điểm nổi bật thôi nhé. Tiếp theo ở trong phần thân bài thì đây sẽ là phần mà các bạn đưa ra những thông tin chi tiết cũng như là những cái phép so sánh ở những cái phần mà số liệu nó có sự liên quan đến nhau. Thế thì cái phần quan trọng nhất để các bạn có thể viết được một cái thân bài mượt đấy chính là bước mà mình phải nhóm các số liệu. Thế thì nhóm số liệu ở trong Writing Task 1 chúng mình sẽ có hai tiêu chí chính, đấy chính là similar and opposite. Hãy nhóm những số liệu có cái xu hướng giống nhau hay là nhóm những số liệu mà có cái xu hướng tương phản nhau thì sẽ tạo ra những phép so sánh tốt nhất. Ví dụ ở trong bài này các bạn có thể thấy là với biểu đồ của Thái Lan, mình có số liệu của năm 2012 và năm 2013 có cái sự tương phản rất là lớn. Trong khi số liệu của 2012 thì nó sẽ tăng dần thì số liệu 2013 nó lại giảm xuống. Mình sẽ nhóm nó vào với nhau để nói, để so sánh cùng một lượt. Và sau đấy mình sẽ nhóm hai số liệu còn lại là 2014 và 2015 với nhau, bởi vì chúng có một cùng một cái đường tăng lên cùng với nhau, có rất là nhiều điểm tương đồng mà mình có thể so sánh được. Khi viết vào thân bài thì chúng mình sẽ cần phải cân nhắc thêm về các cái từ vựng cũng như là ngữ pháp mà được sử dụng. Vậy thì với phần lexical item, từ vựng, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái chuỗi từ đồng nghĩa. Các bạn cứ tưởng tượng là ở trong một bài IELTS writing vừa nãy chúng mình có, biểu đồ thì nó cũng chỉ loanh quanh một số những cái hiện tượng như là tăng rồi giảm. Nếu các bạn cứ mãi mãi sử dụng một từ như là increase hay là decrease thì cái việc lặp từ nó rất dễ là xảy ra, giám khảo sẽ không đánh giá cao cái khả năng sử dụng từ vựng của các bạn. Vì vậy thì chúng mình sẽ có một số những cái chuỗi từ đồng nghĩa để chúng mình có thể thay thế cũng như là thể hiện cái ý đồ của mình một cách rõ ràng hơn. Với cái chuỗi từ vựng tăng thì chúng mình sẽ có một vài từ như là increase, rise, go up, climb. Nếu các bạn muốn nói là nó tăng rất là mạnh thì các bạn có thể dùng từ rocket cũng được. Với những cái chuỗi động từ giảm, mình có từ decrease, dip, drop. Nếu muốn nói là giảm mạnh, mình có thể dùng từ plummet hay là plunge. Đi cùng với động từ thì chắc chắn là phải có trạng từ rồi. Vậy thì nếu muốn nói về việc là tăng mạnh hay là giảm mạnh, chúng mình có từ gì nhỉ? Ở bên này các bạn sẽ nhìn thấy là mình có significantly, remarkably, dramatically hay là considerably. Nếu mà tăng hoặc là giảm nhẹ hoặc là tăng dần giảm dần, mình sẽ có một số từ như là slightly, gradually, marginally hay là steadily. Thế thì bên cạnh cái việc miêu tả từ vựng sử dụng động từ và trạng từ thì các bạn cũng nên thay đổi linh hoạt bằng cách sử dụng tính từ và danh từ nữa. Nếu như là các cái danh từ như là increase hay là rise nó vẫn giữ nguyên giống như thể động từ của nó thì tính từ nó sẽ có sự thay đổi một chút. Các bạn chỉ cần bỏ đuôi ly ở trên những cái trạng từ mà mình vừa nói là được. Mình sẽ có significant, remarkable, dramatic, rồi considerable. Nếu mà nói về tăng nhẹ, giảm nhẹ, mình có slight, steady, gradual and marginal. Và sau đây là một phần ngữ pháp. Trong ngữ pháp thì người ta rất là đề cao cái việc các bạn có thể sử dụng linh hoạt các mẫu câu khác nhau và cũng như là có cái sự nâng cấp, có cái sự nâng cao ở trong cái độ khó. Thế thì trong cái bài mẫu mà mình sẽ gửi cho các bạn sau đây thì mình sẽ lấy ra một số câu để phân tích với các bạn là nó nằm ở các cái cấu trúc ngữ pháp khác nhau như thế nào nhé. Một số các cái cấu trúc ngữ pháp được viết ở trong bài mẫu có thể kể đến như sau. Câu chủ động đấy là the rise rate in 2013 gradually decreased by about 40 million from the peak of 550 million. Câu bị động, passive. The distance between these two data was widened. Câu chủ ngữ giả, dummy subject. There was a sharp decline documented in 2012.
Mệnh đề quan hệ rút gọn, shorten relative clause. There was a sharp decline documented in 2012. Sử dụng các liên từ, conjunctions, ví dụ như là while, before, prior to. Sử dụng câu đảo ngữ, inversions. Not until the middle of the year did it rise and take over the domination of the remainder. Câu so sánh, hơn và so sánh nhất. Một số lỗi thường gặp có thể thấy như là lỗi về sai số liệu này, lỗi chính tả hay là lỗi ngữ pháp. Và mình khuyên là các bạn nếu mà hay gặp những cái lỗi này khi mà mình còn đi học ấy, thì mình có thể cân nhắc về việc là thi IELTS ở trên máy tính. Bởi vì khi các bạn thi máy tính, chúng mình có thể quay trở lại, xóa cái phần sai và sửa đi một cách rất là dễ dàng. Trong khi thi giấy thì các bạn sẽ phải tẩy xóa mất hơi bị nhiều thời gian. Và vừa rồi là tất cả những gì mà các bạn cần biết cho bài thi IELTS Writing Task 1. Hy vọng là những gì mà mình đã chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn trong bài thi sắp tới. Một lần nữa, mình là Quỳnh Anh, giáo viên lớp Sophomore and Junior tại The IELTS Workshop. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.